gì để em nói. Nè, tao nói mày nghe này, gia đình tao là đảng. Cỡ mày đánh dơ tay, mày biết tao đánh theo cái gì, không phải là game này đâu nha. Mày thua cái đích của chị, mày ngược cái mặt mày, cái đích mày, cái mặt mày thua đích chị tao nữa. Nhưng tao đánh mày, vì mày cái gì mày nói tao. Hôm nay không liên quan chị tao nha. Đủ má mày, bây giờ mày nói mày thêm bớt, tao lên ngay lập tức cái nhà mày mày liền. Tao cho cháu tao xuống xin lỗi tao gia đình mày liền. Tao nói mày nha, hôm nay tao đánh mày vì mày chửi tao. Mày nghe chưa? Chứ không phải tao đánh mày vì tao ghê cho chị tao nha. Đồ mỏ. Hàng mày cũng ngăn thời gian, hiểu chưa? Tao tưởng anh tao á, cặp con nạc mày chiến thức hơn chị tao. Mày xích ghét cho chị tao. Nhưng mà tao nói mày nghe, mày giết đi. Tao cho mày biết, cho tao biết mấy mẹ mày luôn. Em gái mày cao, em gái mày rất là tinh. Mày tinh không? Tao đéo đặt mặt mày mà tao đặt mặt má mày. Mày vì má mày cũng biết dạy mày. Để cho mày giật chồng người ta. Má nó đâu? Mày dám chửi tao sao mày chửi ngon mà. Tao lịch sự tao nói em ơi em có thời gian rảnh không, cho chị xin nửa tiếng. Mày thấy tao lịch sự không? Mày nói là đéo có lịch sự vậy đó. Đụng má mày đừng có dài dòng mà vô vấn đề luôn đi. Tao mà nói là tại sao em quen chồng. Mày nói hả? Ủa chắc anh rể mày không có đụng mày, mày nói lồ mày ghen với tao hả? Mày cho, mày chửi hả? Hôm nay tao đánh mày là vì mày hổn với tao. Còn cái mặt mày không xứng để chị tao ghen. Nếu mà muốn đánh mày đánh từ lâu rồi. Mày hiểu chưa? Không chờ tới ngày nay đâu. Nhưng mà biết tao rất là bận, hôm nay tao rảnh. Nè, tao nói cho mày biết vậy. Tao nói mày hôm nay tao đánh mày là chuyện của tao nha. Mày hổn với tao. Còn riêng mày giờ mày đánh hồn nha. Chị đụng má cái tao nhà mày luôn. Anh ta mày là tự tử, anh trai mày đâu mà kêu ra đây đi, tôi quá luôn, rõ luôn. Anh trai mày nói gì, anh trai mày nói anh mày đâu, anh mày đi anh không có đây. Kêu anh mày ra đây luôn. Dạ anh em không có đây. Kêu anh mày ra đây. Dạ không có đây, em chỉ có mình anh đây thôi. Xạo mày. Đủ má là anh mày ở gần đây mà. Chặt xin anh mày con đừng luôn á. Anh làm nào giờ anh làm ở ngoài Bến Xe miền Tây chứ anh không có làm ở đây. Mà anh mày nói mày tự tử với cái mặt mày đủ mày chạy với tám cái thớt mà tự tử cái đéo gì. Anh mày nói mày tự tử đó làm ông mày quấn gói trong sang đây thằng mày không con không nói là mày có tự tử mày nói nếu mà mày ông mà đi khỏi nhà nè nè mày quấn gói mày chịu giận chết mày làm cái gì mày giật chồng tao mà mày chửi chị tao không đỉ mày đi già hả mày mày đủ má mày có làm cái gì mà mày dám nói tao là đánh mày, mày nói tao mà đi ghen với mặt mày vậy? Tao đánh mày hôm nay là cái tội mày hổn với tao. Ôi chị với chị sao anh cái này gì vậy chị? Nó giật chồng anh em rồi. Em nói cho anh nghe nè, ở đây không phải là đánh ghen nha. Nếu đánh ghen là nãy giờ cái tóc nó không còn rồi, nhưng mà nó không có xứng. Tôi nói cho anh nghe nè, tôi là em của chị. Tôi mới nói vậy nè, chị buồn cho là chị tâm sự với em. Em mới nói đưa số điện thoại em nói chuyện với nó. Em mới gọi điện cho nó, em không trách nó hết. Em phải trách anh em nữa, nó nữa. Mình là người có học anh. Em mới nói em ơi, em có thời gian rảnh không? Cho chị xin nói chuyện với em 15-20 phút được không? Anh thấy có lịch sự không? Chứ đâu phải bắt điện thoại luôn chửi nó liền. Nó nói đủ má đéo dài dòng. Đủ má mà vô mà nói thẳng luôn đi. Thì em mới nói vậy nè, mày lấy chồng anh tao mà mày còn chửi chị tao bằng con đỉ. Anh mới nói gì không? Ê con đỉ, anh mày anh rể mày không đủ mày đứng lồ mà mày ghen giùm hả con đỉ chó. Mày ở đâu tao tới như mày tụi bắt đánh lộn với mày. Anh nghĩ đi, thì con em lên đây đánh nó để vì danh dự của em. Em nói thật danh từ đó giờ chưa ai dám xúc phạm em nè. Con của ông anh em mà người ta làm bên quân đội, xin lỗi.